Xin kính chào quý vị đang theo dõi trên đài Việt Face TV 55.3. Cứ mỗi dịp xuân về thì cộng đồng người Việt quốc gia Dallas tổ chức lễ thượng kỳ. Và hôm nay Thiên Ngân và anh Đình Nam Việt Face TV có mặt tại trụ sở cộng đồng người Việt quốc gia Dallas để ghi lại phóng sự này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lý là chủ tịch cộng đồng Dallas đây. Xin đang gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Jason xin kính chào quý vị khán giả của đài Vietfest TV ạ. Dạ thì hôm nay là ngày mùng 1 Tết, rất là trong lòng rất là xôn xao và vui vẻ. Thì cái đây là một truyền thống của người Việt quốc gia Dallas, là thường thường là chúng ta có cái lễ thượng kỳ và thắp nhang trên thờ Quốc Tổ vào ngày mùng 1, thì cố gắng cũng giữ cái ngày đó. Thật ra cũng hơi khó khăn là tại vì ngày thường đó chị. Nếu mà weekend thì nó dễ hơn, các anh em cũng đang bận đi làm, nhưng mà có một số anh em thì xin nghỉ lễ, thành thử ra là nói chung là mình làm sao mình giữ được cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam, mặc dù mình đã phải khó khăn một tí xíu. Jason cũng xin đại diện cho các anh em trong hội đồng quản trị của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas xin chúc quý đồng hương một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe trong năm 2019 ạ. Quý vị có thấy các chú ở đây là mặc bộ đồ rất là đẹp phải không ạ? Chúng tôi là thuộc về binh chủng giải dù của Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả anh em ở đây đó là trong cái chi hội, ví dụ ở đây chỉ là một cái chi hội thôi. Chúng tôi tất cả trên thế giới có 38 chi hội, và ở đây chỉ là một những chi hội có trong cái đại gia đình Mũ Đỏ thôi. Và tôi là Mũ Đỏ Nguyễn Đình Cơ, là chi hội trưởng ở trong cái địa phương này. Nhân dịp đầu năm, xin đại diện cho gia đình Mũ Đỏ Dallas Tổ quốc chúng tôi xin được chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, nhất là mấy ông già đó, như mấy ông đang đi nè, sức khỏe phải cho tốt, và năm tới không được vắng mặt cũng phải có mặt ở đây. Xin thật cảm ơn tất cả quý vị, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị, đây là chú Trương Minh Ẩn. Chú Trương Minh Ẩn, xin chú gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Kính thưa quý vị, tôi là Trương Minh Ẩn, phó thị trưởng thành phố của Houston City, Texas. Xin có lời chào đến tất cả quý vị của đài 55.3. Vào dịp xuân về đó thì tất cả các cộng đồng như Dallas Forward là hai cộng đồng lớn tổ chức những buổi lễ thượng kỳ để nhớ lại cái lá cờ vàng ba sọc đỏ ngày nào đã từng chiến đấu với cộng sản ở Việt Nam. Mỗi lần như thế này đó, khi thấy lá cờ tung bay mà cái mảnh đất Việt Nam đã sang tên qua một cái chữ khác là cộng sản thì cũng có những cái nỗi buồn. Nhưng có những anh em tuy lớn tuổi rồi cũng gặp nhau ở tại đây để đến tham dự chào cờ cũng là một cái niềm hãnh diện cũng như là một cái niềm vui trong ngày xuân đối với anh em cựu chiến binh của Vương Liệt Việt Nam Cộng Hòa. Nhân danh thị trưởng, phó thị trưởng và tôi tháng năm này ứng cử thị trưởng sẽ là người Việt Nam đầu tiên. Hy vọng rằng tất cả mọi người giúp đỡ và có lời chào tất cả đến quý vị được an khang thịnh vượng và sức khỏe dồi dào đối với những vị mà lớn tuổi. Mọi sự như ý trong năm năm con heo. Chúng ta hãy về với chúng ta trên mọi miền đất nước. Người Việt chúng ta quý cha quê hương hơn nửa vòng trái đất, nhưng chúng ta vẫn đón xuân theo truyền thống cổ truyền của dân tộc. Nơi đâu có người Việt, tiếng pháo vẫn rộn ràng để đón xuân. Vui xuân, chúng ta hồi tưởng lại những mùa xuân chinh chiến trên quê hương miền Nam thân yêu của chúng ta trước năm 1975. Chúng ta không khỏi bùi ngùi thương tiếc những chiến sĩ oai hùng
của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống để cho chúng ta và thế hệ tương lai có một cuộc sống bình an nơi đất nước tự do này. Mùa dịch đầu xuân, chúng ta tề tựu nước cộng đồng để làm lễ thường kỳ đầu năm. Và năm nay, Chi hội Gia đình Lụa Đỏ đã là to bước đảm trách phần lễ nghi quân khách. Để chuẩn bị cho buổi lễ, trân trọng kính mời quý vị hiệp chính để đón rước quốc và quân kỳ. Chào thái, chào! Quán quốc quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ. Nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, chẳng nằm theo chỉ các thêm sơn hà. Quyết chiến, hệ quyết chiến, quyết thần hòa bình đến tối, chẳng liên hiệp ngồi chung quân ta nước con đồ. Quyết chiến, hệ quyết chiến, đánh quyết cùng dù mình phải chết, để mai này về sống cho ta sống còn. Okay. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so quốc ca Hoa Kỳ chấm dứt. Đem xuống, xuống thao chiến, nghi nghiêm. Chúng chào bắt quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Này công sở lối, đứng lên đặt lời sở ngũ. Đàn lập cùng đi, hiến suy tiết duy thân sâu. Vì tương lai quốc dân, cùng sông và khói đêm. Làm sao cho núi sân, từ nay hướng tổ về. Dù cho thành khởi trên phương xa. Thủ đường lấy máu đào nghe bao. Người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho ta lớn vang tiếng lời Việt Nam cho đến muôn đời. Công sở lớn họ yên tận dưới đất, công sở lớn họ làm cho tôi bước hoạt động tan ta về hoa mai rồng. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Đem súng xuống thao chiến, nghi nghiêm. Chúng ta đem đi tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Chúng ta đem đi tưởng nhớ đến chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Chúng đầu chân bắt. Cái lá cờ của Tổ quốc á, đó là cái thiêng liêng nhất mà chúng tôi hàng năm anh em chúng tôi đều phải tưởng nhớ lại. Ngày 30 tháng 4
chúng ta mất nước vào tay của Cộng sản, nhưng mà thực tế rằng chúng ta không có mất đi cái niềm tự do ở trong cái con người, người Việt quốc gia tị nạn, mà chúng tôi rất là tôn trọng về vấn đề lá cờ của dân tộc. Cho nên chúng tôi hàng năm đều đến đây để mà thượng cờ đầu năm ở trong cái cuộc lễ này. Đại diện cho anh em sĩ quan Thủ Đức ở vùng Dallas Garland, xin gửi lời kính chúc đầu tiên là quý anh em huynh trưởng, quý sĩ quan độc môn và toàn thể đồng hương một năm mới đầy sức khỏe và cùng nhau bắt tay đoàn kết để thành một cái lực lượng rất tốt và càng tốt chừng nào nhiều hơn nữa để chúng ta sẵn sàng. Hàng năm chúng ta phải nhớ đến ngày thượng kỳ để mà vinh danh cũng như đưa đến cái sự chính nghĩa của người Việt quốc gia của chúng ta, và còn là biểu tượng là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi dứt lời thì tôi xin cũng kính chúc toàn thể quý vị một năm mới an khang thịnh đạt và mọi sự được như ý nguyện. Và xin kính chào. Cảm ơn cháu. Quý đồng hương muốn xem lại chương trình này, xin vào youtube.com/VFTV Dallas 553. Xin bấm vào subscribe để được cập nhật thông tin mới nhất của Việt Face TV.